Mới đây thì vào ngày 28 tháng 12, thông tin mà Trịnh Thăng Bình nghi vấn hẹn hò với Hiền Hồ đã xuất hiện rất nhiều ở trên các trang mạng xã hội. Và nguyên do là vì thời điểm này thì cả hai ca sĩ đều cùng đăng ảnh ở một khu trượt tuyết sau khi mà đến Hàn Quốc. Chia sẻ với báo chí, đại diện Trịnh Thăng Bình cho biết là nam ca sĩ không sang Hàn Quốc cùng với Hiền Hồ. Trịnh Thăng Bình cũng phủ nhận thông tin hẹn hò giọng ca gặp nhưng không ở lại. Đại diện phía nam ca sĩ cho biết chuyến đi đơn giản là nghỉ mát cùng với gia đình và không có chuyện anh và Hiền Hồ chụp ảnh cùng nhau. Việc cả hai cùng check-in ở một nơi trượt tuyết chỉ là một sự trùng hợp. Trịnh Thăng Bình cũng cho biết thêm bản thân hiện tại đang tập trung cho công việc và không muốn tiết lộ chuyện hẹn hò. Cuối cùng thì thời điểm mà tất cả những người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh không muốn thấy nhất cũng xảy đến, đó chính là khoảnh khắc mà huyền thoại bóng đá Pele đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Vua bóng đá đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Người đại diện của Pele cũng đã xác nhận thông tin này. Trang cá nhân của vua bóng đá cũng cập nhật dòng trạng thái, cảm hứng và tình yêu đánh dấu hành trình của vua bóng đá Pele, người đã ra đi trong yên bình vào hôm nay. Pele được cắt bỏ một khối u ở kết tràng vào tháng 9 năm 2021. Kể từ đó, ông thường xuyên phải ra vào bệnh viện để được điều trị cơ bản và theo dõi sức khỏe hậu phẫu. Cách đây một tháng, Pele nhập viện với triệu chứng sưng toàn thân và suy tim. Huyền thoại người Brazil vẫn kịp lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng ông chỉ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hàng tháng và đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự động viên của cổ động viên trên toàn thế giới. Đến ngày 3 tháng 12, cơ thể của Pele không còn phản ứng với hóa trị và được chuyển sang chế độ chăm sóc cuối đời. Pele sinh ngày 23 tháng 10 năm 1940. Ông từng ghi 77 bàn sau 92 trận cho tuyển Brazil và là cầu thủ duy nhất lên ngôi vô địch World Cup 3 lần vào các năm 1958, 1962 và 1970. Không ai có thể phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của ông đối với nền bóng đá thế giới. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin trong nước. Và thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là bắt đầu từ ngày mai, 31 tháng 12 thì miền Bắc sẽ chuyển sang rét khô với hình thái đặc trưng là trời không mưa, đêm rét buốt, ngày hửng nắng. Miền Trung dự báo mưa kéo dài trong nhiều ngày vào đầu tháng 1 năm 2023. Dự báo ngày 30 tháng 12 tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường. Trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao thì có nơi dưới 3 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Dự báo từ 31 tháng 12, miền Bắc chuyển sang rét khô, ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Tuy nhiên ban ngày trời hửng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Dự báo rét khô sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ban biên tập chương trình cũng đã nhận được thông tin của khán giả sống tại huyện Thanh Trì, Hà Nội phản ánh hàng ngày là trên tuyến đường từ Vĩnh Quỳnh kết nối với đường Ngọc Hồi thường xuất hiện những chiếc xe tự chế chở hoặc là lôi kéo sắt thép đi trên đường, rất mất an toàn giao thông. Theo phản ánh, tuyến đường từ Vĩnh Quỳnh ra đường Ngọc Hồi thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội thường xuất hiện việc xe tự chế ba bánh chở theo những bó thép dài loằng ngoằng trên đường gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, những chiếc xe tự chế nối đuôi nhau đi trên đường khiến cho việc tham gia giao thông của người dân trở nên khó khăn. Những vụ tai nạn đáng tiếc do hành vi tương tự đã nhiều lần xảy ra tại Hà Nội. Thế nhưng, nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm, rình rập chính mình và những người tham gia giao thông khác. Khán giả mong muốn cơ quan chức năng địa phương cần vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng nói trên. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản số 4339 yêu cầu các sở ban ngành phối hợp cung cấp thông tin trả lời kênh VTC9 về nội dung liên quan tới các công ty nhà xưởng trên địa bàn thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức sau phản ánh vi phạm nghiêm trọng phòng cháy chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường và vi phạm luật đê điều. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức cung cấp thông tin trả lời kênh VTC9 về các nội dung liên quan tới vi phạm phòng cháy chữa cháy, ô nhiễm môi trường, vi phạm luật đê điều tại cụm công nghiệp Lại Dụ. Trước đó, thì kênh VTC9 cũng đã thực hiện tuyến tin bài theo phản ánh qua đường dây hotline về những bất cập tại cụm công nghiệp Lại Dụ.
Tại đây thì nhiều cơ sở, nhà xưởng của công ty có dấu hiệu hoạt động không phép, nâng cấp sửa chữa không phép, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường. Và đến nay, tình trạng này vẫn chưa được chính quyền các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Thưa quý vị, kể từ sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, hôm 16 tháng 9 thì các cuộc biểu tình với quy mô lớn đã nổ ra khắp Iran và lan sang nhiều quốc gia khác. Những người biểu tình đã đốt khăn trùm đầu, vốn là một loại trang phục bắt buộc đối với tất cả các phụ nữ tại Iran, và đồng thời ngày càng có nhiều phụ nữ kiên quyết không đội khăn trùm đầu. Theo Reuters, trong ngày thi đấu thứ hai tại giải vô địch cờ vua nhanh thế giới FIA ở Almaty, Kazakhstan, nữ vận động viên Sarah Khadem đã không đội khăn trùm đầu. Đây là một hành vi trái với quy định trang phục của phụ nữ Iran. Theo trang web của Liên đoàn cờ vua quốc tế, Khadem sinh năm 1997, xếp hạng 804 trên thế giới. Hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra khắp Iran kể từ khi Mahsa Amini, 22 tuổi, qua đời ngày 16 tháng 9, 3 ngày sau khi cô bị cảnh sát đạo đức ở Tehran bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu không phù hợp. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực và đối đầu giữa người dân và cảnh sát đã khiến hơn 300 người thiệt mạng ở Iran, mặc dù chính quyền nước này cho biết số người thiệt mạng là 200, gồm cả các thành viên của lực lượng an ninh. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12, thì người dân Trung Quốc đã có thể sử dụng dịch vụ taxi tự hành của Baidu tại Vũ Hán trong thời gian từ 7 giờ cho tới 11 giờ tối mà không cần có tài xế ngồi sau tay lái. Dự kiến khoảng 1 triệu hành khách tại Vũ Hán, thành phố với hơn 10 triệu dân, sẽ được trải nghiệm dịch vụ này. Theo thống kê, dịch vụ taxi không người lái hiện đang hoạt động trong khu vực có diện tích 130 km2 với dân số khoảng 1 triệu người tại Vũ Hán. Tuy nhiên trước đây, dịch vụ này chỉ hoạt động trong khung giờ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trước đó vào tháng 8 năm 2022, Baidu đã bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi tự hành không người lái hoàn toàn và tính cước cho hành khách với mức giá như taxi thông thường. Như hầu hết các startup xe tự hành khác, Baidu sử dụng kết hợp các camera bên thứ ba, radar và lidar giúp ô tô có thể quan sát tốt hơn trong các điều kiện tầm nhìn hạn chế. Trong quý 3 năm nay, ứng dụng gọi xe tự hành của Baidu, Apollo Go, đã thực hiện được hơn 1,4 triệu chuyến đi.